bồng bềnh dòng sông mênh mông sông nước, bầu trời trong xanh bao la thấm thoáng, nắng gió bắt ngát say lòng người. Về phương nam, về phương nam ngắm con sông dài ngắm lục bình trôi, nghe bìm bìm kêu nước rồng nước lớn. Về đây nghe tình anh bán chiêu, tình anh bán chiêu nghe thơ ông đồ, nghe họ sư sang sẽ cống u liêng. Người phương nam chân chất thật thà, mộc mạc như một khúc dân ca. Sống bên Cửu Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng. Từ ngàn xưa cây lúa đã nuôi dòng mình nó ấm, phù sa mát ngọt như dòng sữa mẹ muôn đời. Nắng sớm về trái chín thật mau, cơn mưa chiều tới mang ruộng sau. Phù sa ơi, bốn mùa cây trái đâm bên trái tình quê thăm đồng, điều dân ca ngọt ngào mơn mơn. Người phương nam chân chất thật thà, mộc mạc như một khúc dân ca. Người phương nam, người phương nam chân chất thật thà, chân chất thật thà, một mắt như một khúc dân ca. Mẹ ơi, thế gian
hương như chiếc gối em, em cho tuổi già úp mặt. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng cắn, giờ khi mẹ mất buồn mang gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai thân còn lặn lội, sớm mai vai gầy. Mẹ già là sắp xa cây, lờ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sông biển ra rào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Chỉ hai cơn ngóng trong lòng
hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh dắt lá dây trâu quấn quanh hàng cao. Trăng già trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt ngược lớn lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu, đò ai không bến câu hò buồn biết trôi về đâu. Nhung nhớ cũng đành như một con đò thủy chung, nhung nhớ cũng đành như một con đò xưa. Lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây, thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chỉ hai trào nước mắt. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Chỉ hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chỉ hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò. Đức Vĩnh, hát với Quỳnh Anh hôm nay cảm xúc sao em? À, cảm xúc vẫn như mọi lần ạ. Vẫn như mọi lần, còn em, Quỳnh Anh? À, cảm xúc con hơi lo lắng, sợ lên cao không được. Nhưng ngày hôm nay rất là ngọt ngào, dễ thương mà đúng không quý vị khán giả? Vỗ tay nữa, động viên tinh thần cho hai con. Thật sự ra thì Minh Dù thấy ngày hôm nay có một cái điều chia sẻ ở cái cặp đôi nhí này là hai bạn nhỏ đã có cái thời gian hát chung với nhau rồi, làm bạn với nhau rồi, được học chung với nhau nữa thì chắc chắn là tụi con phải tự tin hơn đúng không? Rồi bây giờ lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha. Đầu tiên chắc là mời chị Khả Như trước đi ạ. Hai con hát làm cô thích lắm. Cô cảm thấy nó
cô nhắm mắt lại cô cảm thấy giống như là mình đang ở dưới quê của mình á, có cái dòng sông rồi có con đò, rồi câu hát của tụi con nó làm cho cô nhớ nhớ nhà. Và cái điều quan trọng cô thích ở hai đứa con đó là hai con không có phải biểu diễn cái gì nhiều hết, nhưng mà cái tình cảm các con trao gửi qua câu hát á làm cô thích, làm cô cảm được. Và có một cái hành động của anh chàng Đức Vĩnh với cô Quỳnh Anh làm cô cứ phải bật cười ra. Lúc mà con nắm cái tay cổ con kéo lên cái câu cuối á, không cần nhìn nghe anh Nam chị Trang. Ừ. Ví dụ mình nắm là mình phải nắm cái người là mình phải thấy. Không. Lời. Là dính liền. Dính liền. Là thân quá rồi chị. Có hiểu nhau mới có thể đồng bộ như vậy. Cô biết hai đứa con giọng hát thật sự là chinh phục bao nhiêu triệu trái tim rồi. Rất là nhiều người thích hai con, nhưng mà hôm nay hai con trình diễn làm cho cô thương quá đi. Thương giống như là một cái mầm non mới nhú vậy, cô thích quá. Vỗ tay. Cảm ơn cô Khải Như. Là một cái tính từ là thương rồi nha. Rồi tiếp tục nè tụi con, xin mời cô Đoan Trang ạ. Hôm nay Đức Vĩnh với Quỳnh Anh lớn lớn hơn qua một mùa là có các con lớn lên, mà tuổi này trở đi là lớn nhanh lắm. Nhất là Đức Vĩnh, con lớn trong giọng hát của con luôn. Đang vỡ giọng nữa. Mà con trai đang vỡ giọng là giọng nó hơi trầm ha. Ồm ồm. Ừ, nhưng mà trầm á mà hát dân ca nó cũng có cái hay của nó. Nó nếu mà biết khai thác có những cái câu nó ngọt lắm. Cô thích cách của hai đứa con như xưa tới giờ hát tròn vành rõ chữ, hát nhả chữ rất kỹ lưỡng. Cái đó là một trong những cái đặc tính của dân ca, là mình hát phải rõ ràng để mình còn luyến nữa, dùng hơi rất là nhiều. Mà các con còn nhỏ mà hát được như vậy. Đồng thời á là hai bạn nhỏ của chúng ta là người miền Trung với miền Bắc mà hát dân ca Nam Bộ như vậy. Có nhiều người người ta không biết, người ta cứ nghĩ là hát dân ca được thì hát cái gì cũng được, hát dân ca Nam Trung Bắc gì cũng được. Nhưng không, dân ca mỗi vùng miền nó có một cái đặc tính riêng, một cái đặc trưng riêng. Mà hai đứa con như vậy là rất là thông minh, nghiên cứu rất là kỹ. Quỳnh Anh có một cái tật đó là hay, con mắt láo liên nhìn qua nhìn lại. Lên sân khấu mình là nghệ sĩ, khán giả đang chiêm ngưỡng mình, mình phải biểu diễn thật đẹp nha con. Không có mắt ngó qua ngó lại coi. Mình phải có điểm nhìn đúng không ừ, chị? Ừ, đó nha con. Rồi chúc mừng hai đứa con. Lắng nghe lời nhận xét của chú nào xin mời ạ. Hai đứa con mùa trước và đến hôm năm nay là đã gần 2 năm và hai con cũng đã lớn hơn, trưởng thành hơn. Chứ có đâu giống như cô Trang với cô Như, không có chịu lớn, cứ trẻ lớn. Cứ trẻ hoài vậy đó. Chú rất là thích cái sự tình cảm của hai con. Diễn những cái bài mà nó có cái tâm trạng buồn thì hai con vẫn làm rất là ra. Chú thích trong bài này là cái đoạn mà Đức Vĩnh bè cho Quỳnh Anh ở cái câu, cái chữ cuối á, ru lại phải không? Cái chữ đó rất là hay. Nếu bây giờ bè không có nhạc thì hai đứa có hát lại được câu đó không? Hát trai thử nha. Rồi thử nha. Hòa Quyện nè. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Trời ơi. Anh Nam đúng là tinh tế luôn á. Phát hiện đúng một cái nốt bè đó. Xuất sắc thật. Tụi con rất là hay. Cái nốt bè đó nghe hay lắm. Nghe nó miên man như là cái dòng nước ở ngoài sông lải lải sao anh nó lải lải. Quý vị thân mến, với những cái tiết mục được trình bày tinh tế và kỹ lưỡng như thế này, phải dành một tràng hỗ tay thật lớn cho sự hỗ trợ của hai thầy. Thứ nhất là thầy Phạm Hồng Biển, là thầy dàn dựng cho các con về mặt âm nhạc, còn thầy Phú Luân là người sẽ dạy cho các con về những cách xử lý trong bài hát. Một tràng hỗ tay cho hai thầy, đúng không ạ? Oh,
Ba bỏ má đi á, má mình trở nên điên loạn vậy. Ngay cả tụi mình là con của má mà má cũng không nhận ra nữa. Nếu mà cái tình trạng này nó cứ xảy ra vậy hoài á thì... Thôi mà chị hai, dù sao thì mình cũng là phận làm con, mình phải có trách nhiệm lo cho cha cho mẹ của mình chứ chị hai. Mặc dù á, má không có nhớ mình là ai hết chị hai, nhưng mà mình vẫn phải lo cho má. Má ơi, má, má ăn cơm không má? Má ăn cơm không? Tụi con lấy cơm cho má ăn nha má. Cơm? Em bé uống sữa. Không có cơm. Sữa, sữa, sữa. Thôi giờ để con lấy nước cho má uống nha má. Ngoan, 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 đến đến. Nước của má nè má. Con có mời mấy chú trong ban nhạc ngày xưa là bạn của má đó má, về đây để đàn cho má nghe những bài ngày xưa mà má hay hát đó má. Hồi xưa má hát hay lắm đó má. Đúng rồi đó má. Con mong là sau khi mà má nghe thì má sẽ bớt nhớ ba Hương và sống vui vẻ với tụi con nha má. Nha má. Hát. 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 Đẹp. Má đẹp lắm má, má đẹp ơi. Đẹp, má. Đẹp. Mấy chú ơi, mấy cô ơi. Thôi má qua đây ngồi nha má.
trời than thở. Tiếng bước cha đi trong nước nở con bú nha. Ngoan ngoan nào. Đây 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 má đây. Nín nín nín. Má thương má thương, bà sắp về nha. Thôi mà chị Hai, em nghĩ cái cách này á cũng hữu dụng lắm á chị Hai. Nếu mà mình làm như vậy với má hoài á thì có thể má sẽ tỉnh dậy á chị Hai. Má sẽ nhớ là tụi mình là ai á chị Hai. Bỏ quê nhà, bỏ lại mẹ con ba.
chờ con ngồi đêm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Hôm xưa nhìn lá rơi hoài thương con, mẹ trông con về chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lo âu sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ. Cải cách hát ca theo tiến bộ, lương truyền tuồng đích sánh văn minh, đời nối đời, nghề nối nghề, bao bậc tiền nhân đã dày công gầy dựng, thế hệ trẻ các con nhớ giữ gìn và phát triển. Yeah.
bóng trầm phố nhà quê hương. Cải lương vẫn chảy xuôi dòng theo cùng thời gian. Lòng con sóng hồng.
sánh đôi bóng nuôi con chim nhạc hát điệu tình quê một biển trời như có mẹ cất tiếng ru trăng nhú lên bên cạn quê hương trăng cũng đẹp đất cũng đẹp sao đâu đâu cũng đẹp trăng lấp lánh lung linh bên nước đoàn tàu về loang loáng trên sông màn trời đêm yên ả thanh bình đêm bình yên hương loa ngạt ngào đêm bay rồi, bước ra đi. Tao nói tụi bay rồi, mẹ của tụi mày chết đi ha. Thì giờ còn lỡ cái gì khóc? Tao chưa nói làm gì khóc. Còn cha mày á thì ra ngoài biên cương để trấn ải, biên thùy ha, để lại cho tao. Tao giữ hai đứa tụi mày tao mệt quá. Tao mệt quá, chỉ có cái việc là nấu cơm nè, rồi giặt đồ nè, rồi ra đồng nè, lo cho trâu bò heo ăn nè. Nhiều lắm, cũng không làm được. Không làm được nữa mày hả? Đau quá. Đau gì hả? Chị ơi, chị ơi, con đau quá. Vô đây tao hiểu. Vô đây tao hiểu. Buông ra. Nói chị em mày buông ra. Buông qua đi. Tao đã nói rồi ha, phải làm cho đúng đàng hoàng nghe. Phải đi ra ngoài đồng ăn chăn trâu cho heo ăn, rồi nấu cơm, rồi giặt đồ nghe chưa. Cái con kia giòn là thấy khác giống cái mẹ mình à. Tao đi ra ngoài có một chút xíu công việc, tao trở về mà nếu công việc nhà không xong đó ha, là tụi bay chết với tao nghe chưa. Tình đi cưng. Ai ơi, nãy sao á, em làm đúng hay làm sai gì á, cũng bị gì đánh đòn á vậy? Hay không biết nữa. Chắc có lẽ vì nhớ thương cha nên vì có chút bực bội. Mà em nè, bổn phận mình là con á, dù gì có đánh đòn bao nhiêu đi nữa em cũng không được cãi lại lời gì nha em. Em không chịu đâu. Kể từ ngày á mà cha cưới gì về làm vợ, hễ á mà có mặt cha
thì dì làm bộ thương yêu chăm sóc cho chị và em. Còn khi cha đi xa thì chị và em bị ăn đòn tét đít luôn. Người lớn sao kỳ ai. Cha ơi, sao cha đi lâu quá không về? Mẹ ơi, sao mẹ sớm bỏ hai con để người ta hành hạ hai con vậy mẹ? Em ơi, em đừng khóc nữa cho lòng đau. Hai đầm đây gói tay lên đầu chị su ngủ, tiếng ru tiếng ru ơi à. Bao đắng cay xin dành cho mình chỉ riêng mang. Em ơi ngủ ngon ai à, từng ngày con ngóng chờ người về mơ và về mơ. Lời ru của chị thay mẹ thay cha chỉ cất tiếng ru. Nơi cõi xa kia mẹ sẽ luôn thương nhớ chị em mình. Rồi mai đây khi em thức dậy cha sẽ trở về. Sẽ thấy mẹ về. Câu, em không ngủ, em muốn được gặp mẹ. Em nè, hồi tối hôm qua chị gặp mẹ. Ủa, thiệt hả hai? Ừ, mẹ nói là hôm nay là sẽ về gặp em. Vậy hả hai? Vậy tối nay chị em mình được gặp mẹ rồi. Không, mẹ nói với hai là đêm nay á chỉ muốn gặp có một mình em thôi à. Ủa sao kỳ vậy? À, thì tối hôm qua mẹ gặp chị, mẹ nói là mỗi đêm á chỉ được gặp có một đứa con thôi à. Ý, mẹ mau nhắm mắt lại ngủ đi, mẹ sắp về tới rồi đó. Dạ hai, em nhắm mắt lại nha. Nhớ nhắm mắt lại nha, không được hí hí á. Mẹ sắp về tới rồi đó.
Mẹ ơi, con sắp được gặp mẹ rồi. Cất lực. À, mẹ về. Cất lực, con đừng chạy tới bên mẹ, vì mẹ chỉ về đây với con qua làng sương mộng mà thôi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Không có mẹ, không có cha bên cạnh, vì mẹ đánh con quá trời luôn. Cái đầu con bây giờ còn sưng nguyên cục luôn nè mẹ. Ở nơi xa, mẹ luôn thương.
sao con lại nói vậy? Sao con lại nói là đêm nay sẽ không còn gặp mẹ nữa? Chị hai! Em ơi, tối rồi chị. Em biết chị là mẹ và mẹ là chị. Tình lực em của chị. Chị ra đây với em đi. Chị đừng giả mẹ nữa. Em hứa từ nay em sẽ không đòi mẹ nữa đâu. Vì em biết mẹ sẽ không trở lại với chị em mình nữa đâu. Đội của ca sĩ Dương Triệu Vũ và nghệ sĩ Thu Trang đã bấm nút. Bây giờ chúng ta làm quen với cô gái này tí xíu nha. Em tên gì? Dạ, con tên là Trần Thị Quỳnh Anh, con 10 tuổi. Con đến từ Đà Nẵng. À, Quỳnh Anh 10 tuổi. Quỳnh Anh này,
Hôm nay Quỳnh Anh vào trong thành phố Hồ Chí Minh này đi thi cùng với ai? Dạ, đi thi cùng với ba mẹ. Ba mẹ con đâu? Ba mẹ con. À, vậy hả? Chú cũng có nghe nói một cái câu chuyện là cũng hơi là gia đình của con cũng có nhiều cái khó khăn đúng không? Con có thể chia sẻ cho mọi người được không? Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Hậu, là mẹ của bé Quỳnh Anh. Thời còn trẻ tôi rất đam mê ca hát, nhưng vì hoàn cảnh gia đình không thể theo được. Đến khi lập gia đình phải lo cho các con, nên ngày càng xa rời ước mơ ấy. Ba Quỳnh Anh làm nghề thợ bạc, thu nhập cũng không được là bao, nên kinh tế gia đình khó khăn. Sinh từ trong bụng mẹ nên em không giống như các bạn khác. Em lại rất hay bị bệnh nên ở nhà con thường dành nhiều thời gian để chơi với em. Sau này có Quỳnh Anh thấy bé có năng khiếu nên tôi đã truyền cảm hứng âm nhạc cho con. Bé rất đam mê ca hát nên học rất nhanh. Dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, nhưng con sẽ luôn cố gắng, con sẽ dùng tiếng hát của mình để thực hiện được những điều mà mẹ con ao ước. Xin cảm ơn giám khảo đã tạo cho em một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Chú Vũ chọn con tới giây phút cuối không phải là tại vì chú không muốn chọn con, nhưng mà tại vì chú sợ phải giành với những cô chú khác, cho nên chú đợi tới cái giây phút cuối cùng mà chuẩn bị cái nhạc nó đứt đi là chú đã gạt cái cần để chọn con. Và con đúng rất là đặc biệt, tại vì con nhỏ nhắn, xinh xắn, có giọng rất tốt. Cho dù cái phần bài hát của con nó chưa có được hoàn hảo, nhưng mà chú nghĩ là chú sẽ giúp con tốt hơn. Con có đồng ý vào đội chú không? Hôn chú gái coi. Tài năng khác nữa đó là hồi nãy thì cứ thắc anh cứ thắc mắc là anh em mình giao lưu với nhau ở ngoài ấy, thì anh biết là em có cái khả năng khác, tại sao em không chọn cái dòng nhạc là dân gian đương đại mà anh em mình nói chuyện với nhau để thể hiện. Thì hôm nay là trên sân khấu ấy, anh muốn em thử một chút cái thể loại dân gian đương đại để cho các vị huấn luyện viên biết được cái khả năng của mình được không? Cái thêm tiếng khóc của em bằng đôi môi ai, bàn tay lạ cha chảy xước nụ cười đến đầu. Về đi anh ngày dài cả hơn một mùa, cài thêm em những ngón tay chảy xước của em bằng anh, cài thêm em cả những ngón tay chảy xước của em bằng anh. Hay quá. Được cảm ơn đội của ca sĩ Dương Kiều Vũ và nghệ sĩ Thu Trang. Thank you.
Cho mọi người biết đi là con đến từ đâu, quê con ở đâu. Con xin giới thiệu với tất cả mọi người là con tên là Nguyễn Văn Vào Cương và con năm nay 12 tuổi, con đến từ Nghệ An. Ôi trời ơi. Trời ơi. Vậy mà hát giọng Nam Bộ hay vậy quá. Là cô chú tưởng đâu con miền Tây. Đây là một cô bé đến từ Nghệ An. Cương có thể chia sẻ cho mọi người biết là Cương đến với cái cuộc thi này như thế nào? Con đến với cuộc thi này bằng con xem trên TV và con từ làm đơn con gửi đến công ty Sen Vàng. Yeah. Hiện bây giờ con đang trọng với ba. Ba mẹ con đâu? Sương long lanh rẫy nương xanh, con chuôn quanh lưng đồi thanh thanh, hoa ê ban lỡ trắng lưng nương, cái nắng xôn xao. Con đam mê ca hát từ năm lớp 1, con thương hát ở ngoài đông, ở trường, ở hội trường xóm và ở tất cả mọi nơi mà con đứng. Bố mẹ của Bảo Cương á, vay tiền ngân hàng nhiều, bây giờ là làm ăn thất bại, giờ phải vào Bình Dương làm thuê, làm công nhân kiếm tiền về để mà trả nợ. Một mình ba ở nhà là chăm sóc ba đứa cháu vất vả, thử thì làm đồng, thử thì nuôi cháu. Ba cũng hay bệnh nhưng mà cháu nó nhờ được là mấy đứa cháu nó ngoan. Tôi vào đấy thì làm tài xế chạy xe. Công việc thì cũng tương đối khó khăn, nhiều lúc có thể là đi qua đêm, sáng ngày sau hôm sau mới về được. Vừa tối thì vào đây thì cũng đang làm khu chế xuất tính trung 1. Bây giờ thì cuộc sống nó thiếu thốn đủ bề. Mục tiêu vào thì để kiếm một số tiền để trang trải nợ nần về lo cho con ăn học. Vài ba hôm mình tiền về con này, thỉnh thoảng mở hình con ra xem này, xem những bài hát ở quê này, nó hát trong nó gửi vào cho bố mẹ này. Chỉ có vài rất nhiều lúc làm cả một năm tần tuổi thì muốn về quê để sum họp với gia đình. Nếu như thu nhập mà nợ nần trả được với vợ có chút đỉnh thì hai vợ chồng mới về được. Do niềm đam mê của con nên con quyết định đi thi tuyệt đỉnh song ca nhị. Nếu được giải con sẽ trả bớt nợ cho ông ba và bố mẹ. Chú Bạch á, bất ngờ khi biết cái chí làm trai của con. Con có tính độc lập, quyết định và nhờ bằng mọi cách để thực hiện được mơ ước của mình. Các bạn khác có những người thân hỗ trợ được mọi thứ thì con quyết tâm, độc lập, chiến đấu như thế. Và tinh thần đó cần cho những chiến binh trong những chương trình dự thi như thế này. Cái cô thích ở con á là đem lại cho tất cả mọi người sự bất ngờ. Tự nhiên nguyên một cậu bé Nghệ An hát một bài hát dân ca Nam Bộ ngọt ơi là ngọt. Rồi xong khi con cất giọng lên mọi người mới hết hồn. Thì cô thích mấy cái sự hết hồn đó, hợp với cô à. Cô chú xin được chúc mừng con, tới đây ôm hôn con. Đường đồ nghe trong giấc hoàng, tiền nát mưa bạn. Dường như em đã lang thông qua đây, dịu dàng tốt mời. Nghe như lời ca thiết tha em đêm, một chiều im nghe bác hát. Khẽ mưa màn ngồi chiều mây trôi.
tiếng ngất mơ màng. Dường như em đã lưng tâm vào đây, chiều dáng tóc mây. Nghe như lời ca tiết tha êm đềm, một chiều em nghe tóc hoa. Kẽ mơ màng một chiều mây trôi lững lờ, lời ca bay trong làn gió. Giới thiệu đôi nét về mình đi và lý do vì sao lại chọn cái khúc Tóc Hát từng được nữ ca sĩ Đăng Trang thể hiện. Dạ em tên là Lê Hồng Trâm Khanh, đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ con tên là Trương Hoàng Yến, con 13 tuổi, con đến từ thành phố Quảng Ngãi ạ. Thế lý do vì sao hai em lại chọn ca khúc Tóc Hát của nữ ca sĩ Đăng Trang? Dạ tại vì hai tụi em thấy là nó hợp với phong cách trình diễn của mình và yêu thích bài hát đó ạ. Đặc biệt là tóc của hai em cũng rất đẹp. Nào, hai em quay lại cho mọi người xem nè. Đó, dễ thương nè. Cảm ơn chị Đăng Trang. Nãy giờ chị đứng lâu quá, chị có thể về ngồi nghỉ ngơi tí xíu. Em mời các em. Tại vì hai đứa con làm cho trái tim của cô rất là rung động. Không phải là một ca khúc lãng mạn làm cho người ta lay động lòng người. Bài hát đó là bài hát cô từng hát cách đây mười mấy năm trời. Chứng tỏ là một cái bài hát qua hơn 10 năm vẫn còn sức sống. Một lần nữa cô cảm ơn tụi con, cảm ơn khán giả, cảm ơn sâu huấn luyện viên đã làm cho cô nhớ lại bài Tóc Hát. Hai nói nghe nè, bây giờ ôn lại cái kỷ niệm á. Mình thử luôn một đoạn Tóc Hát đi. Một đoạn Tóc Hát nha. Tại sao cô phải hát? Trời ơi, gì vậy? Sao cô làm tuột hứng vậy? Cô ơi, hãy để cho cái bài hát Tóc Hát đó cách đây mười mấy năm nằm ở trong lòng của khán giả. Bây giờ ngày hôm nay cô cảm thấy cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Bởi vì đánh cái version này luôn luôn rất là sốc. Rock Alternative ha. Bây giờ không còn nhiều người hát Rock Alternative nữa. Tại vì người ta lo hát R&B hay là hát EDM vân vân. Nhưng tụi con rất là chết khi tụi con vẫn còn nhớ bài hát đó. Cô muốn mấy cô cháu mình đi ra đằng sau, nếu như con chọn về đội của cô, có thể cô sẽ cùng hát chung với tụi con, nhưng mà với bài hát khác chứ không cần phải hát Tóc Hát, đúng không? Trang có từ chối các con đó. Phải, 10 năm rồi bảo quên lời. Quên lời. Cô nói vậy bảo quên lời rồi. Bây giờ phần của cô chú được mời tới đây là ban giám khảo, là huấn luyện viên. Nếu như không có để cho hai cô chú nói thì nó không có fair. Cho nên cứ để họ nói đi rồi xong mấy đứa con chọn về đội của chú sau. Nãy giờ cô nói rất nhiều rồi, cô nên ngồi đi cô. Bây giờ chị nói, anh ơi, chị nói đi. Đúng rồi, có con thân mến. Trước khi cô Cẩm Ly hát dòng nhạc dân ca trữ tình, cô Cẩm Ly nổi tiếng là ngôi sao nhạc nhẹ với rất nhiều ca khúc nhảy nhót sôi động, cào cấu, bứt tóc, móc mắt dục. Các con biết không? Có thể là bây giờ cô Ly không hát những dòng nhạc như thế này nữa, nhưng kinh nghiệm 1-4 à. Thế còn nếu như các con muốn là mình là một người nghệ sĩ đa năng, mình phải thay đổi, thấy không? Tự nhiên hai con nè đang quậy quá trời rock thế này kia, tự nhiên bữa sau cô Ly dừng cho hai con hát bài Đau Xót Lý Kim Quyên. Chú, không? Chú nói vậy chú thấy có hợp lý hay không? Hợp lý chứ. Trời ơi chú gì từ bí văn rồi bí... Không được quyền lên tiếng. Đài phát thanh Đại Nghĩa tạm dừng, chúng ta nghe đài phát thanh Cẩm Ly. Dạ chị Tư, em giận quá chị Tư.
Người ta nói chị không biết hát nhạc trẻ kìa. Làm ơn cho bà chị như của tôi mới nói. Nghe, bà chị tôi bà hiền quá mà. Cho nên mấy người ăn thịt bà hả? Trước khi ăn thịt bà thì làm ơn ăn cái cục này trước đi. Trời ơi. Chị, em bên giật chị. Thôi bây giờ nói đàng hoàng. Trang Đoan là dạ. Em có quyền giành thí sinh, nhưng em đừng có cái model mà áp đặt. Cô Trang nói là cô Ly là bây giờ là chị hát dân ca trữ tình à, sẽ là không có thích hợp với cái dạng của tụi con. Còn bài này cô Trang đã hát cách đây bao nhiêu lâu và cô Trang am tường về mọi thứ. Ồ, đó có đó là cái quyền của người huấn luyện viên. Người ta có thể đem ra tất cả các chiêu trò người ta dụ. Nhưng mà cô Ly thì xưa giờ là cô Ly không có nhiều những cái tân bốc tụi con lên. Cái quan trọng nói thì nó dễ. Cho nên khi cô Ly bấm chọn có nghĩa rằng đã muốn tụi con vào đội. Còn nói về cái dòng nhạc, cô Ly cũng đã từng trải qua dòng nhạc trẻ rồi, chứ không phải cô Ly thành danh dòng nhạc trẻ trước, sau đó mới tới trữ tình dân ca. Và bây giờ cô Ly vẫn hát hai dòng nhạc. Khi mình đã đi hát bao nhiêu lâu, tuy rằng mình không hát, mình sở trường mình không phải dòng nhạc đó, nhưng chủ yếu là truyền dạy cho tụi con cái gì? Cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm thì bây giờ dòng nhạc nào khi đã đi hát rồi cũng nhìn được những cái mạnh, cái yếu. Thì cô Ly chỉ muốn nói cho con hiểu thôi. Đó. Chứ còn bây giờ rần rần quá, cô Ly rần không lại. Chị Ly ơi, chị nói hay. Thương quá không biết. À, chú Bạch cũng xin nói với tụi con. Cô không có ý áp đặt gì hết. Cô chỉ ráng phân tích thôi. Là tụi con hát cái dòng rock alternative đó là phù hợp với cô. Cô có thể giúp cho tụi con nhiều hơn. Rồi cô có cái cơ hội được múa trên sân khấu nhiều thì cô có thể ngoài lề, có thể chỉ thay cho tụi con thêm. Chứ không phải là cô áp đặt gì cô Cẩm Ly hết. Cô Cẩm Ly lúc nào cũng là đàn chị của cô. Chúng ta sẽ cùng đến với quyết định của hai bạn. Các bạn sẽ chọn đội của ca sĩ Cẩm Ly, nghệ sĩ Đại Nghĩa hay ca sĩ Đoan Trang và nghệ sĩ Thanh Bạch. Cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch ạ. Xin chúc mừng các bạn. Yeah.
lòng đau. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Ai có đi xa nơi chốn nhau, cánh rung mây tâm tia đổi nhớ nhung và viết trong lòng. Dùng thơm ngọt lòng trao du khách, đều múa lâm thôn đêm chùa giới cai hỏi nói nhân ân tình của lữ khách phương xa.
Trình Thái Hậu, Đức Vua đã về đến Hoàng Cung và xin được vào diện kiến cùng Thái Hậu. Người ra bẩm báo với Ngài Ngữ rằng ta không được vui, xin Ngài Ngữ hãy quay về. Dạ muôn tàu. Đi. Tuân lệnh. Lệnh mẹ, ngày mai là ngày vũ kỵ của Tiên Dương. Con mãi mê săn bắn ở rừng Thuận Trực. Trên đường về gặp phải mưa to gió lớn, thuyền ngược nước nên con không về đúng như lời mẹ dạy. Con có lỗi, xin mẹ hãy phạt roi rồi tha thứ cho con. Mẹ đừng giận, kẻo hao mòn ngọc thể. Cảm ơn Ngài Ngữ đã để lòng lo lắng. Kể từ bấy giờ, ngài chớ bận tâm, đừng chầu cũng để hộ ta nữa. Quyết từ cuốn lục kia đem xé cho rồi, ngài ghi chép lời ta chỉ càng thêm mai miêu. Lệnh mẹ, con không dám. Ngài không dám từ ngửa miệng bờ môi, chứ thật trong lòng ngài đâu kiên nể. Dẫu khi Tiên Dương ngài còn dám xem thường, thì có nghĩa gì những lời ta giấu? Xin mẹ hãy tha thứ cho con. Thôi, đêm đã quá khuya, ta cần nghỉ ngơi, xin ngài hãy lui về. Mẹ ơi, đi. Ta tội với quyền.
phải nêu gương cho thật dân trăm hồ. Nay con vô tâm công tròn câu yêu tàu, xin mẹ cứ nghiêm minh răng dạy đứa con khờ. Lòng ta thèm vui vô cùng, với tiếng dương và thần dân trăm hồ. Mà ta không còn phận mẹ, dạy con mình có hiếu thân, giữ gìn gương nghĩa nhân. Mẹ ơi trong lòng con mẹ như gì tính đâu từng bước con đi, mẹ dẫn lối đưa đường. Con luôn thấy mình nhỏ dại, luận ngữ diễn ca, rồi sách chữ nôn, sách thập điều, điều gió chính tay ngài ghi chép. Ngài biết dạy cho người những điều hay đẹp, sao đạo làm con ngài không giữ cho tròn. Lời dạy của mẫu thân như thước ngọc khuôn vàng, con trẻ xin khắc ghi trong tận cùng tâm. Nếu được vậy thì ta rất mừng. Thôi, đêm đã khuya, ngài ngự hãy lui về an nghỉ, để sáng mai còn lo cho ngài kỵ của tiên dương. Nhưng còn tội bất hiếu của con, xin mẹ hãy phạt roi thì con mới yên lòng là mẹ đã tha thứ và không còn hờn giận. Rồi con dâng mẹ và cúi xuống đây chờ nhận lãnh tội hình. Ngày vui chơi săn bắn, quan quân theo hầu ngữ sức nhọc nhằn, lại còn phải hộ giá ngài giữa đêm gió mưa rét lạnh. Nếu như ngài muốn ta tha không nhận, thì ngài hãy ra lệnh ban thưởng xứng đáng cho quan quân. Ta không cần phạt soi, và coi như ngài đã đổi công. Bao năm ngược xuôi bốn
cuộc đời được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chính suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng lòng con xin luôn ghi nhớ suốt đời. Đạo con chưa hiểu ghi đâu, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Bây giờ gì đâu, mấy đứa con nít mới bay lớn mà hát. Anh ơi ủng hộ tụi em vài cây kẹo kéo được không anh? Không không, chị không mua. Chị ơi ủng hộ tụi em vài cây đi chị. Thôi chị sao mua đâu. Sao tụi con nhỏ mà hát nhạc người lớn không vậy? Hát nhạc này chúng có thích. Em có biết hát nhạc dân ca không? Dạ biết. Em bán kẹo kéo á, mà em dạ. Hát nhạc dân ca thì nó tình cảm hơn đúng không? Dạ. Bây giờ em hát nhạc dân ca đi. Nếu mà hát hay á thì chị sẽ mua kẹo cho em, được không nè? Dạ, dạ để rồi. Em ra chuẩn bị nha chị. Vô đi. Vô. Và theo lời yêu cầu, cô xin để cô chú chị một bài hát dân ca được mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Oh,
bao năm tháng trôi đời bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã ai màu vì dài nắng dầm sương, rồi từng tên là Tèo Em, năm nay con 13 tuổi, con đến từ Cà Mau. Sở thích của con là ca hát và ước mơ của con sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Sao bữa nay anh hai vui dữ vậy? Sao mà không vui được, bữa nay anh hai có siêu lớn mà. Hát xong á có chút tiền hả anh em đi học? Yên tâm, tiền đi học cái gì, để tối nay anh hai hát xong sau này anh hai sẽ có tiền cho hai anh em mình đi học thế thôi. Thank you.
tiếu của hủ tiếu của đây hủ tiếu của Mình phải sang. Ai ăn hủ tiếu gõ ngon? Ăn con, ăn. Cho hai tô đặc biệt. Lạp. Cho chú ăn và bò vào viên không thôi, không ăn hủ tiếu đâu. Ăn hủ tiếu nhiều mập nha anh Quy. Trời ơi. Vũ, hồi nãy em nghe em tưởng là nữ. Đúng đó, thật sự là như vậy, tưởng là một cô bé. Đúng là mở cánh cửa đó ai cũng bất ngờ hết. Bất ngờ luôn. Bây giờ con giới thiệu về bản thân mình cho cô chú biết đi. Dạ con xin tự giới thiệu, con tên là Lê Tèo Em. Con đến từ Cà Mau, năm nay con 14 tuổi. Tèo Em hả em, con? Tèo Em, cái tên nghe dễ cưng dễ sợ. Hôm nay con lên đây với ai? Dạ con lên với ba. Gia đình con đang làm công việc gì? Dạ mẹ con đi làm chuyên nghiệp, còn con với ba thì đi bán kẹo kéo. Vỉa hè chính là sân khấu lớn nhất, sân khấu trải dài cả một thành phố. Ở đâu có khán giả, ở đó chính là sân khấu của con. Xe máy, lo, micro có thể là tài sản lớn nhất của chúng con, nhưng âm nhạc mới thật sự là điều tuyệt vời nhất. Từ Cà Mau lên đây, cuộc sống ở nhà thuê nơi đây mai đó vất vả lắm. Thấy con lạc quan nó mê hát tôi cũng mừng lắm. Chỉ mong cho con đừng bỏ cuộc, cả gia đình cùng ủng hộ con. Mong muốn lớn nhất của con là bước lên một sân khấu chuyên nghiệp để trở thành một ca sĩ. Lúc ấy con sẽ cho thằng em đến trường và cả con nữa, con cũng sẽ đi học. Cả nhà sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hy vọng giấc mơ ngọt ngào này sẽ sớm trở thành hiện thực. Từ lúc nào? Dạ từ lúc con học lớp 4. Con có muốn đi học lại không? Dạ con muốn. Nếu như mà chú có thể giúp con đi học lại, con có chịu đi học lại không? Dạ chịu. Cái lời hứa này thì nó nặng ký lắm. Đối với chú, đi học là cái quan trọng nhất ở trên đời. Dạ. Tại vì nó sẽ giúp mình có một cái nền tảng để sau này con muốn làm gì cũng được trong cuộc sống hết. Dạ. Hôm nay mình có duyên mình gặp nhau, chú gạt cần cho con. Chú hứa với con là chú sẽ tìm đủ mọi cách để cho con có thể đi ăn học tới khi con ra trường. Dạ. Con đồng ý không? Dạ đồng ý. Tèo Em ơi, tại sao con quyết định tham gia chương trình này? Dạ tại vì con đam mê trở thành ca sĩ. Con còn có ước mơ nào khác nữa không? Dạ. Yeah, vậy đủ rồi. Với giọng hát như thế này thì cô nghĩ rằng là ước mơ đó hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực trong tương lai. Vì con là một người có giọng hát rất là truyền cảm. Trong cái giọng hát của con á, nó có nhiều cái tâm sự lắm. Nhưng mà trước khi mà thực hiện cái ước mơ lớn đó thì bằng cách nào đó phải quay về với việc học, vì nó sẽ giúp cho con thay đổi cuộc sống và gia đình của mình nó sẽ khá hơn. Bây giờ con an tâm rồi đó, con sẽ đi học, chắc chắn con sẽ đi học. Và chú sẽ bảo đảm con phải đi học, con không đi học là chú sẽ đánh con. Đánh đòn đi nha. Tèo Em, khi mà con nói về mọi thứ, khi mà con hát, khi mà con xuất hiện, con làm cho mọi thứ giống như dừng lại để nghe con. Và thật sự là cô và cả chú Huy cảm ơn chú Dương Triều Vũ đã tạo điều kiện cho bé lại quay trở lại đi học. Được một cái hành động rất là đẹp. Cô sẽ không nói thêm về cái gì hết. Quan trọng là con thích cái gì, con muốn chọn đội ai con cứ chọn. Chú nhìn con, chú không có thấy được cái sự tủi thân hay là cái gì hết. Con rất tự tin. Tự tin, con tự hào về bản thân con. Cái đó là nơi con bắt đầu, nơi con tới đâu thì cái đó hoàn toàn do con quyết định. Con cứ chọn đi. Rồi, sân khấu là của con nha. Dạ. Bây giờ con chọn đội bên nào thì cứ chạy đến và ôm chầm cô chú. Chạy tới. Để nói, để nói. Mình bỏ qua cái vụ mà chạy lại ôm chầm hay không vậy? Lần nào chạy lại ôm tôi cũng không có trường. Con nói đi. Dạ, con xin về đội của cô Ốc và chú Huy. Giờ ở đây, chú
chúc mừng Tèo Em đã trở thành một thành viên trong đội huấn luyện viên Dương Triệu Vũ Ốc Thanh Vân. Hãy quay trở lại trường học và tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát của mình nhé. Tưởng là một cô bé. Đúng là mở cánh cửa đó ai cũng bất ngờ hết. Bất ngờ luôn. Bây giờ con giới thiệu về bản thân mình cho cô chú biết đi. Dạ con xin tự giới thiệu, con tên là Lê Tèo Em. Con đến từ Cà Mau, năm nay con 14 tuổi. Tèo Em hả con? Cái tên nghe dễ cưng dễ sợ. Hôm nay con lên đây với ai? Dạ con lên với ba. Gia đình con đang làm công việc gì? Dạ mẹ con đi làm chuyên nghiệp, còn con với ba thì đi bán kẹo kéo. Vỉa hè chính là sân khấu lớn nhất, sân khấu trải dài cả một thành phố. Ở đâu có khán giả, ở đó chính là sân khấu của con. Xe máy, lo, micro có thể là tài sản lớn nhất của chúng con, nhưng âm nhạc mới thật sự là điều tuyệt vời nhất. Thank you.
từ Cà Mau lên đây. Cuộc sống ở nhà thuê nơi đây mai đó rất giả lắm. Thấy con lạc quan nó mới hát tôi cũng mừng lắm. Chỉ mong cho con đừng bỏ cuộc, cả gia đình cùng ủng hộ con. Mong muốn lớn nhất của con là bước lên một sân khấu chuyên nghiệp để trở thành một ca sĩ. Lúc ấy con sẽ cho thằng em đến trường, và cả con nữa, con cũng sẽ đi học. Cả nhà sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hy vọng giấc mơ ngọt ngào này sẽ sớm trở thành hiện thực. Con nghỉ học từ lúc nào? Dạ, từ lúc con học lớp 4. Con có muốn đi học lại không? Dạ, con muốn. Nếu như mà chú có thể giúp con đi học lại, con có chịu đi học lại không? Dạ, chịu. Cái lời hứa này thì nó nặng ký lắm. Đối với chú, đi học là cái quan trọng nhất ở trên đời. Dạ. Tại vì nó sẽ giúp mình có một cái nền tảng để sau này con muốn làm gì cũng được trong cuộc sống hết. Dạ. Hôm nay mình có duyên mình gặp nhau, chú gạt cần cho con. Chú hứa với con là chú sẽ tìm đủ mọi cách để cho con có thể đi ăn học tới khi con ra trường. Dạ. Con đồng ý không? Dạ đồng ý. Tèo em ơi, tại sao con quyết định tham gia chương trình này? Dạ tại vì con đam mê trở thành ca sĩ. Con còn có ước mơ nào khác nữa không? Dạ. Yeah, vậy đủ rồi. Với giọng hát như thế này thì cô nghĩ rằng là ước mơ đó hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực trong tương lai. Vì con là một người có giọng hát rất là truyền cảm. Trong cái giọng hát của con á, nó có nhiều cái tâm sự lắm. Nhưng mà trước khi mà thực hiện cái ước mơ lớn đó thì bằng cách nào đó phải quay về với việc học, vì nó sẽ giúp cho con thay đổi cuộc sống và gia đình của mình nó sẽ khá hơn. Bây giờ con an tâm rồi đó, con sẽ đi học, chắc chắn con sẽ đi học. Và chú sẽ bảo đảm con phải đi học, con không đi học là chú sẽ đánh con. Đánh đòn đi nha. Tèo em, khi mà con nói về mọi thứ, khi mà con hát, khi mà con xuất hiện, con làm cho mọi thứ giống như dừng lại để nghe con. Và thật sự là cô và cả chú Huy cảm ơn chú Dương Trường Vũ đã tạo điều kiện cho bé lại quay trở lại đi học. Một cái hành động rất là đẹp. Cô sẽ không nói thêm về cái gì hết. Quan trọng là con thích cái gì, con muốn chọn đội ai con cứ chọn. Chú nhìn con, chú không có thấy được cái sự tủi thân hay là cái gì hết. Con rất tự tin, con tự hào về bản thân con. Cái đó là nơi con bắt đầu, nơi con tới đâu thì cái đó hoàn toàn do con quyết định. Con cứ chọn đi. Rồi, sân khấu là của con nha. Dạ. Bây giờ con chọn đội bên nào thì cứ chạy đến và ôm chầm cô chú. Chạy tới để nói, để nói. Mình bỏ qua cái vụ mà chạy lại ôm chầm được hay không vậy? Lần nào chạy lại ôm tôi cũng không có trơn. Con nói đi. Dạ, con xin về đội của... Cô Ốc và Dương. Chúc mừng Tèo Em đã trở thành một thành viên trong đội huấn luyện viên Dương Triệu Vũ Ốc Thanh Vân. Hãy quay trở lại trường học và tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát của mình nhé.